Xin chào các admin của fanpage Vietlight Groom. Từ khi mà fanpage Vietlight Groom thành lập đến nay thì mình thấy một số admin thường hay chia sẻ cái tác phẩm blend màu của mình, thì có kèm theo chia sẻ cái preset. Các bạn thường chia sẻ cái link download trực tiếp, ví dụ như là Mediafire hoặc từ box.com. Chính vì thế mà mình nghĩ là mình quyết định là sẽ lập một cái topic tổng hợp các preset Lightroom này trên diễn đàn. Cụ thể là nó nằm trong box download chia sẻ preset Lightroom. Mình có sticky cái topic này trên cùng để mà các thành viên tiện theo dõi và download. Đây có nghĩa là một hình, đây là tất cả các reset mà các bạn admin chia sẻ từ lúc thành lập bay đến giờ, bao gồm ảnh demo và link download. Thì mình hy vọng là các bạn admin sau này mà có muốn chia sẻ reset thì các bạn sẽ up reset trên trực tiếp trên các hot download như là box hay là Mediafire, các bạn vẫn thường hay làm. Tuy nhiên thì các bạn trước khi mà chia sẻ trên fanpage thì các bạn nên up nó lên đây. Ví dụ như là mới đây nhất thì bạn Apple có up lên đây như thế này, là một ảnh demo và một link download. Thì nếu các bạn nếu mà cần thiết á, để mà giữ cái bản quyền của diễn đàn chúng ta, của Việt Designer, thì các bạn có thể up cái ảnh demo qua công cụ upload ảnh có chèn watermark của Việt Designer. Nếu có càng tốt, mà không có thì cũng không sao, thì ảnh bóp như thế này và link download. Thì thay vì các bạn chia sẻ cái link download là từ box.com như thế này, thì các bạn sẽ chia sẻ link từ diễn đàn. Thì cụ thể như là các bạn sẽ click vào copy cái link thời phần cái thời gian nè. Đó, các bạn copy cái link thời gian nè. Mình cho các bạn xem luôn. Thì nó sẽ có phần có một cái đuôi như thế này. Đây là link của topic. Còn cái phần đuôi này á là để khi mà người ta click vào thì người ta sẽ đến thẳng trực tiếp vào cái bài mà các bạn cập nhật. Ví dụ như là đây, ví dụ như là mình giả sử trường hợp như là mình muốn chia sẻ một cái reset mới. Đây, một cái reset mới thì mình lấy đại một cái reset trên đây, thì ảnh demo đây. Và link download. Link download thì mình cho đại là abc.com vậy đi. Thì là cái link download là link từ box hoặc là Mediafire hoặc là Dropbox hoặc là bất cứ cái host nào mà bạn chia sẻ, thì mình sẽ up lên diễn đàn trước. Sau đó là mình sẽ copy cái link mà của bài viết mình cập nhật. Thì mình copy cái phần link thời gian, là cái phần thời gian nè. Đây là cái nick diễn đàn của các bạn. Còn đây là phần thời gian, thì các bạn copy cái phần thời gian này lại. Thì nó có cái đuôi là nó cái đuôi này. Thì khi mà mình muốn chia sẻ cái reset đây nè, thì mình sẽ copy mình sẽ đưa cái link này ra. Thì không mình không đưa link trực tiếp mà mình sẽ chèn ảnh. Ảnh ví dụ như là ảnh demo của cái reset này, giả sử như là ảnh này đi. Đó, đây là reset. Đó, dạ, đại loại như thế này. Thì cái lý do mình làm như thế này để làm gì? Thứ nhất là để các thành viên khi mà người ta click vào download cái reset này, ví dụ như là người ta click vào cái reset này đi, cái reset mà mình vừa mới cập nhật đó, thì nó sẽ tự nhảy vào ngay cái chỗ download này.
thì các thành viên người ta sẽ biết được là thì ra là trên diễn đàn có một cái topic tổng hợp về cái reset, thì các bạn sẽ kéo lên và xem tiếp. Thì ra là trong cái topic này còn rất là nhiều cái link download khác nữa, cũng là rất là nhiều reset đẹp khác nữa. Thì các thành viên, thứ nhất là tùy những thành viên, họ sẽ tìm thấy được những cái reset họ mong muốn. Và điều thứ hai quan trọng nhất đó là PR cho diễn đàn của chúng ta, có nghĩa là vô chúng ta không đưa thẳng lên trực tiếp mà chúng ta đã PR cho diễn đàn, có nghĩa là diễn đàn vừa cái topic này vừa PR cho fanpage Việt Lightroom mà Việt Lightroom vừa PR lại cho diễn đàn, có nghĩa là chúng fanpage và diễn đàn kết hợp hỗ trợ cho nhau để mà quảng bá cho nhau. Thì chúng ta là các thành viên, các admin, thành viên của diễn đàn thì chúng ta làm như thế thì sẽ có ích, rất là có ích cho diễn đàn. Bên cạnh đó thì mình thấy là các admin, có một số admin hay chia sẻ một số mẹo nhỏ, một số mẹo vặt hay là một số hướng dẫn về việc Lightroom các bạn up trực tiếp ngay trên fanpage. Tại sao các bạn không chia sẻ nó trên trên cái diễn đàn luôn? Cụ thể là bóc hướng dẫn của việc Lightroom, ví dụ như là các bạn chỉ có một cái tip và như là một cái tip nhỏ thôi, thì các bạn có thể tạo một chủ đề mới về cái tip nhỏ đó. Cái này thì cũng như là ngược lại là tiện cho các thành viên trên diễn đàn theo dõi, và cũng một phần để mà mình góp phần quảng bá cho diễn đàn của chúng ta. Thì hy vọng là sau này các admin của Bay Việt Lightroom có bao bài up bài thì các bạn chú ý về điều này. Có nghĩa là khi thứ nhất là khi chia sẻ cái reset thì các bạn sẽ up cập nhật, thì đây là cái topic cập nhật thường xuyên tất những cái reset mới như mình làm nãy giờ. Khi mà các bạn có reset mới thì các bạn up lên đây và kèm link download, và các bạn sẽ copy cái link thời gian này. Cái link thời gian này có nghĩa là cái link mà đi đến trực tiếp của cái bài bài viết đó. Khi mà khách viên click vào thì nó sẽ đến trực tiếp ngay cái reset mới này các bạn muốn họ download. Các bạn mà ai mà có thắc mắc hơn đó, thắc mắc về cái điều này thì các bạn có thể mà nhắn tin trực tiếp đến mình hỏi đó. Và thứ hai là cái phần mà các bạn chia sẻ cái bài hướng dẫn, chung quy lại là chúng ta là thành viên của video designer thì các bạn cố gắng diễn đàn vừa hỗ trợ quảng bá cho việc Bay Việt Lightroom, ngược lại Bay Việt Lightroom cũng hỗ trợ quảng bá là cho ngược lại cho diễn đàn. Nó làm cho, nói chung là các bạn cũng thừa biết, cũng thừa thừa thấy là cái bóc Lightroom này chính là mái nhà, chính là cái nơi mà chia sẻ, có thể nói là nó là cái đại bản doanh của Bay Việt Lightroom. Thì chính vì thế mà chúng ta nên xây dựng cái bóc Lightroom này trên diễn đàn thật là vững mạnh. Đặc biệt là hai cái bóc là bài hướng dẫn Lightroom và Download Reset này, đây là hai bóc mà chúng ta nên bổ sung những tài nguyên để mà cho nó phong phú hơn. Thông đừng đừng nên là chỉ mình chỉ up trên bay không, thì mình nên thay vì mình có ý tưởng về ý tưởng hoặc là reset, nói chung là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về Lightroom thì các bạn nên chia sẻ trước lên diễn đàn, sau đó các bạn dẫn link về bay. Cái phần mình chỉ một số lưu ý mình muốn chia sẻ với các bạn như là đơn giản như vậy thôi. Thì bạn nào mà có thắc mắc gì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho hỏi cho để mình hỏi. Còn nếu không thì hy vọng các bạn sẽ cứ như thế mà làm. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn admin của Bay Việt Lightroom.